Chào toàn thể mọi người. Thì hôm nay giới thiệu cho mọi người là một cái dòng trục săn hàng cao cấp. Thì cái trục săn hàng cao cấp đây là của thương hiệu MC. Đấy, MC Jinbao đây. Đấy. Một trong những dòng trục cao cấp về săn hàng mà sức tải cá cũng là cao. Đây, như trên video em đang giới thiệu đây. Thì có các size, thì đợt này nhà em về đây có các size là 6m3, 7m2 và 8m1, có 3 size thôi. Và có size cước là size 6 chấm và size 8 chấm anh em nhé. Anh em nhớ kỹ giúp em. Đây, thì sau đây em sẽ giới thiệu luôn chi tiết cho anh em là cái dòng, dòng trục này. Đấy, cái dòng trục này nó đẳng cấp nó như nào. Đấy, cho anh em xem. Đấy nha. Nó rất là to. Cái dòng MC này, trục MC này nó giới thiệu nó thiết kế rất là to, như gần như là một con cước luôn. Đấy, cho anh em xem. Như trên tay em là một cục cái trục 7m2 và là cước là 6 chấm. Đấy, cho anh em xem này. Tuôn hết ra luôn nha. Đấy, tuôn hết ra luôn. Đây là cước của nó, cước của nó 6 chấm và rất là chắc chắn này. Đây, phần khóa này, và vì đây đấy, khóa và trục cước này đấy, cái là silicone. Đây, tiếp đến đây chì, đây hai bên chì này, chì tạo. Tiếp là chân cắm các thứ đây. Đấy, thì màu cước là màu xanh, nhìn ở trên video anh em thấy. Đấy, rất là chắc chắn và nó rất là ok. Và cái cuộn cước này vẫn có dù cuộn đây, tiếp đến là nó có cả bọc silicone này. Thì nói thật luôn là nếu mà anh em nào chơi cái dòng này thì nó rất là đẳng cấp. Nói thẳng luôn một câu là nó đẳng cấp. Đẳng cấp vì sao? Đẳng cấp vì cái cước của nó cũng là dòng đẳng cấp này, cũng như cái phụ kiện của nó kèm theo. Đấy, là chuyên dòng hàng to, rồi xuôi dòng cá to nhé. Đấy, anh em nhớ kỹ cho em, video là video số 137 tại cửa hàng, giới thiệu về trục săn hàng cao cấp. Đấy, thì anh em nhớ kỹ cho em nhé. Giá là 110.000 một cuộn, 110.000 một cuộn, ship toàn quốc là 30k, ship toàn quốc là 30k, mua trên 2 cuộn, mua trên 2 trục săn hàng trở lên là bao ship. Rồi, anh em liên hệ thì liên hệ vào số điện thoại 03666 11689. Rồi, xin chào toàn thể mọi người.